TBST Express trên kênh Thời báo Sự thật. Bích Trâm kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau. Trung Quốc thủng phòng tuyến, dịch bùng phát lớn nhất 7 tháng qua, Covid xuất hiện ngay thủ đô. Trung Quốc cảnh báo châu Âu ngừng truy tìm nguồn gốc đại dịch. Tencent bốc hơi 170 tỷ USD sau khi Trung Quốc siết các ông lớn công nghệ. Và sau đây là phần tin chi tiết. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Tất nhiên rồi, thưa quý vị, những tháng đầu năm 2021 khi thế giới đang phải vật lộn với đại dịch, thì nước này vẫn ung dung đi gây rối khắp thế giới. Thì nay, Bắc Kinh sẽ phải nếm trả những đau khổ do chính họ gây nên. Sau 179 ngày Bắc Kinh tuyên bố sạch bệnh, thì biến chủng Delta bất ngờ ập tới, bùng phát ở Nam Kinh và lây lan sang cả thủ đô Bắc Kinh. Theo báo chí nước này đưa tin, Bắc Kinh chiều nay ghi nhận ca COVID-19 thứ hai sau khi phát hiện một ca nhiễm cộng đồng hôm 28 tháng 7. Cơ quan y tế địa phương cho biết, hai ca nhiễm mới là cặp vợ chồng du lịch đến một thành phố tỉnh Hồ Nam và có thể liên quan tới đợt bùng dịch mới đây tại Nam Kinh. Những người tiếp xúc gần với hai người này đã được đưa đi cách ly. Chính quyền thành phố đã phong tỏa khu dân cư, xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở một quận phía Bắc. Hiện tại, ổ dịch ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô được xem là nghiêm trọng nhất trong nhiều tháng qua tại Trung Quốc. Trung Quốc ngày 29 tháng 7 cho biết, một ổ dịch liên quan tới sân bay Lộc Khẩu Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô đang lây lan nhanh chóng, bất chấp nỗ lực xét nghiệm hàng loạt và kiểm soát mầm bệnh ở Trung Quốc. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 với 9 ca bệnh đầu tiên bị phát hiện ở sân bay, sau 9 ngày, quy mô ổ dịch đã tăng lên 171 ca chỉ tính riêng ở Giang Tô. Mầm bệnh liên quan từ ổ dịch này cũng đã lan ra Bắc Kinh và ít nhất 4 tỉnh khác là An Huy, Tứ Xuyên, Liêu Ninh và Quảng Đông. Theo AFP, đây là đợt bùng dịch nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc trong vài tháng qua và nó thách thức trực tiếp tới chiến dịch chống dịch quyết liệt mà nước này đang áp dụng trong hơn một năm qua. Kể từ sau khi dập được ổ dịch ở Vũ Hán đầu năm ngoái, Trung Quốc gần như kiểm soát được các cụm dịch nhỏ, lẻ phát sinh, khi áp dụng phương pháp phong tỏa triệt để, xét nghiệm hàng loạt kết hợp truy vết. Tuy nhiên, theo Thời báo Hoàn Cầu, ổ dịch Giang Tô đặc biệt phức tạp khi nó đang gia tăng với tốc độ không thể lường trước do sân bay ở Giang Tô có nhiều luồng người di chuyển qua lại và tốc độ lây lan của chủng Delta. Giang Tô đã phong tỏa hàng trăm nghìn người dân. Nam Kinh cũng đã tiến hành xét nghiệm toàn bộ 9,2 triệu dân lần thứ hai để truy tìm mầm bệnh và chuẩn bị khởi động lần xét nghiệm thứ ba. Tuy nhiên, các quan chức địa phương thừa nhận rằng chủng Delta đang gây ra thách thức lớn cho nỗ lực dập dịch. Theo một nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quảng Đông, người bị nhiễm chủng Delta sẽ có tải lượng virus cao gấp 1.000 lần chủng ban đầu, dẫn tới việc mầm bệnh lây lan dễ hơn. Theo các nghiên cứu, một ca bệnh gần đây liên quan tới ổ dịch Giang Tô được phát hiện là những người đã tham gia một buổi biểu diễn với đám đông 2.000 người diễn ra ở trường Gia Giới, Hồ Nam. Những người này đã di chuyển đi khắp Trung Quốc và họ hiện bị xếp vào nhóm nguy cơ cao. Trung Quốc cảnh báo châu Âu ngừng truy tìm nguồn gốc đại dịch. Người phát ngôn Trung Quốc mới đưa ra thông điệp kêu gọi các bên liên quan ngừng việc truy xuất nguồn gốc virus làm vũ khí chính trị chống lại Trung Quốc. Georgia News đưa tin, hôm thứ Tư vừa rồi, Trung Quốc yêu cầu Brussels ngừng truy tìm nguồn gốc đại dịch sau khi một quan chức Liên minh châu Âu kêu gọi tiếp tục điều tra. Ngày 27 tháng 7, Ủy viên Nghiên cứu và Đổi mới châu Âu Maria Gabriel đã thêm tên của cô ấy vào danh sách ngày càng tăng của một nhóm các chuyên gia khoa học và đại diện chính phủ từ Mỹ, Úc và Nhật Bản. Nhóm này đang lên tiếng kêu gọi chính phủ Trung Quốc xem xét lại quyết định không hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới WHO về giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu nguồn gốc COVID-19. Thông điệp gần nhất từ người phát ngôn Trung Quốc yêu cầu các bên liên quan ngừng sử dụng vấn đề này để né tội cho người khác và trốn tránh trách nhiệm, đồng thời ngừng cố ý làm gián đoạn hợp tác quốc tế về truy tìm nguồn gốc virus trên toàn cầu. Trung Quốc đã từ chối tuân thủ yêu cầu cung cấp dữ liệu thô của virus từ WHO kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch coronavirus khởi phát ở thành phố Vũ Hán thuộc miền Trung Trung Quốc. Ban đầu, Trung Quốc cho biết loại virus này có nguồn gốc tự nhiên, lây nhiễm từ động vật sang người tại một khu chợ thực phẩm ngoài trời ở thành phố đó, nằm cận kề phòng thí nghiệm virus học Vũ Hán, nơi nghiên cứu về coronavirus. Theo The Epoch Times, chính quyền Trung Quốc mới đầu giải thích rằng virus mới xuất hiện tại một khu chợ ở Vũ Hán. Giải thích này không còn vững chãi sau những nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân đầu tiên không có bất kỳ mối liên hệ nào với khu chợ.
Mặc dù một số nhà virus học trước đây đã chỉ ra một số đặc điểm bất thường và gợi ý thuyết nguồn gốc phòng thí nghiệm dựa trên bộ gen của virus Vũ Hán, nhưng các chuyên gia dường như đồng thuận rằng sẽ cần thêm thông tin để xác nhận virus này đến từ đâu. So sánh về mặt di truyền cho thấy, trong số các virus corona đã biết, chủng virus mới gần giống một số chủng đã được tìm thấy ở dơi và tê tê. Tuy nhiên, sự tương đồng này lại không đủ để chứng tỏ giả thuyết trên và vẫn còn thiếu một mối liên kết nào đó tại đây. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ra thuyết này từ rất sớm sau khi đại dịch bắt đầu, nhưng ông đã bị nhiều kênh truyền thông chính thống chỉ trích vì họ cho rằng virus có nguồn gốc tự nhiên ở chợ hải sản Hòa Nam Vũ Hán. Trong những tháng gần đây, tình báo Hoa Kỳ báo cáo rằng ba nhân viên của phòng thí nghiệm Vũ Hán đã phải nhập viện vì một căn bệnh giống như cúm vào tháng 11 năm 2019. Do đó, lý thuyết này một lần nữa lại được xướng lên. Rất có thể đó là những trường hợp đầu tiên được xác nhận nhiễm COVID-19. Vào tháng 2, đoàn các nhà khoa học của WHO tới Vũ Hán, Trung Quốc để tiến hành điều tra nguồn gốc của virus. Tháng 3, WHO công khai báo cáo điều tra giai đoạn 1 là rất khó xảy ra, khả năng virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, đầu tháng 4, 27 nhà khoa học Mỹ đã lên tiếng phản đối báo cáo này của WHO, nêu chi tiết những sai phạm và mâu thuẫn trong báo cáo, trong đó viết rằng các kết luận được đưa ra không đạt được một số tiêu chuẩn cơ bản nhất đáng tin cậy về phân tích và đánh giá. Bức thư cũng nhấn mạnh rằng báo cáo có 12 điểm không chính xác, có biểu hiện tranh chấp, trong đó có các tuyên bố mâu thuẫn và không chính xác được sử dụng để hạ thấp lý thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Không chỉ các nhà khoa học kêu gọi cuộc điều tra mới về nguồn gốc của đại dịch, Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cho biết vào ngày 30 tháng 3, cần thiết phải tiến hành các nghiên cứu sâu hơn về lý thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm Vũ Hán, bởi vì đoàn nghiên cứu của WHO chưa hoàn thành nhiệm vụ điều tra đầy đủ. Bộ Ngoại giao của Tổng thống Joe Biden đã ban hành một tuyên bố chung với 13 quốc gia dân chủ khác vào ngày 30 tháng 3, bày tỏ quan ngại về cuộc điều tra nguồn gốc của virus. Hiện tại, theo chỉ thị của Tổng thống Joe Biden, Liên minh tình báo Mỹ đang tiến hành cuộc điều tra 90 ngày về nguồn gốc virus và dự định sẽ đưa ra báo cáo vào tháng 8. Tờ Daily Mail đưa tin hôm 27 tháng 7, WHO cho biết, vào tuần trước, dưới áp lực từ Hoa Kỳ và ngày càng có nhiều suy đoán về lý thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, đối tượng điều tra trong giai đoạn 2 nên bao gồm các trung tâm nghiên cứu của Trung Quốc. Tencent bốc hơi 170 tỷ USD sau khi Trung Quốc siết chặt các ông lớn công nghệ. Việc Trung Quốc siết chặt hoạt động của các công ty công nghệ đã khiến cổ phiếu của Tencent có cú bốc hơi vốn hóa thị trường mạnh nhất trên thế giới trong tháng này. Cổ phiếu của tập đoàn Tencent đã giảm 23% tại thời điểm ngày 28 tháng 7, khiến vốn hóa của ông lớn trong ngành viễn thông Internet Trung Quốc bốc hơi 170 tỷ USD. Theo thống kê của Bloomberg, đây là cú bốc hơi tài sản lớn nhất đối với các cổ đông trên thế giới trong cùng giai đoạn. 9 trên tổng số 10 công ty có mức giảm vốn hóa lớn nhất thế giới trong tháng này là từ Trung Quốc. Ngoài Tencent còn có các tên tuổi khác như là Meituan, Alibaba. Cổ phiếu của Tencent đã tăng 7,1% trong phiên giao dịch sáng ngày 29 tháng 7. Nhờ thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng trở lại sau khi Bắc Kinh phát hiện những tín hiệu xoa dịu quan ngại của giới đầu tư về khả năng áp dụng các biện pháp mạnh tay đối với khu vực giáo dục, đào tạo tư nhân. Tencent là một trong những đối tượng chủ chốt bị nhắm tới khi nhà chức trách Trung Quốc mở chiến dịch, siết lại hoạt động của các ông lớn công nghệ bị coi là mối nguy tiềm tàng về an ninh dữ liệu và ổn định tài chính. Đà bán tháo nhằm vào cổ phiếu ngành này tăng vọt trong đầu tuần qua, sau khi Bắc Kinh định ra nhiều biện pháp quản lý những khu vực đang có tốc độ tăng trưởng cao khác như giáo dục tư nhân. Chiến dịch của nhà chức trách Trung Quốc đã buộc Tencent phải từ bỏ độc quyền với các mảng âm nhạc trực tuyến và phải nộp phạt vì vi phạm luật chống độc quyền trong lĩnh vực này. Hôm 28 tháng 7, WeChat, một ứng dụng thuộc sở hữu của Tencent, đã tạm thời đóng cửa đăng ký người dùng mới ở Trung Quốc để có thời gian nâng cấp công nghệ thích ứng với các luật và quy định liên mới. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tổng hợp tin tức trên kênh Thời báo Sự thật. Một lần nữa, Bích Trâm xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn và thành công. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.